Manitoba là tỉnh đi đầu trong các chính sách ưu đãi dành cho sinh viên quốc tế ở Canada. Chính quyền địa phương đã mở cửa chào đón sinh viên quốc tế theo học tại nơi đây với vô số những ưu đãi mà du học sinh Việt Nam cũng như là các nước khác có nằm mơ cũng không thể nào thấy được. Vậy những chính sách đó là gì và làm thế nào để có thể nhận được những chính sách đó? Thì hãy cùng công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này các bạn nhé. Chính sách đầu tiên mà Tân Đại Dương muốn nói tới đó chính là chính sách về bảo hiểm y tế. Nổi bật trong các chính sách trải thảm đỏ đón sinh viên quốc tế ở Manitoba là chính sách miễn hoàn toàn bảo hiểm y tế. Tất cả các dịch vụ y tế, từ nhỏ đến lớn như cảm cúm, nhức đầu hay phẫu thuật được sử dụng bởi sinh viên quốc tế đều được chính phủ Canada chi trả. Chính sách thứ hai là chính sách làm thêm cho sinh viên ngoại quốc. Chính quyền Manitoba tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế đi làm thêm mà không đòi hỏi cần phải có giấy phép. Họ tỏ ra khá thoáng khi cho phép các sinh viên quốc tế từ 18 tuổi đổ lên được làm việc tối đa 20 giờ một tuần trong thời gian học và làm toàn thời gian trong thời gian kỳ nghỉ. Đối với nhiều sinh viên Việt Nam thì đây quả là một chính sách ưu đãi tuyệt vời đối với các sinh viên ở Manitoba, giúp họ kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống trên xứ người. Chưa dừng ở đó thì chính sách việc làm của tỉnh Manitoba cho phép các sinh viên quốc tế từ năm thứ hai trở đi được tham gia chương trình thực tập hưởng lương nhằm tích lũy kinh nghiệm, ứng dụng thực tế cũng như tích lũy tài chính để trang trải cho các chi phí sinh hoạt và học tập. Chính sách thứ ba là chính sách về học phí. Chính sách học phí ở Manitoba tỏ ra thích hợp với bộ phận những sinh viên quốc tế gặp eo hẹp về phần tài chính. Ở một số trường đại học ở Manitoba thì mức học phí chỉ tương đương 50% học phí tại một số trường đại học ở nơi khác thuộc Canada. Mức học phí của Đại học Manitoba trung bình khoảng 14.000 đô la Canada, chỉ bằng 1/2 mức phí của Đại học Toronto, Đại học Waterloo hay Đại học Western Ontario. Điều hấp dẫn không phải nơi nào cũng có được ở Manitoba là sinh viên quốc tế có thể được hoàn trả 60% học phí, tối đa lên đến 25.000 đô la Canada nếu làm việc tại Manitoba sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, nhiều sinh viên ngoại quốc và không ít sinh viên Việt Nam đã chọn giải pháp ở lại Canada làm việc trong thời gian 3 năm sau tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ở Manitoba là khá cao. Ví dụ, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm sau khi học xong tại trường cao đẳng Red River là một trường lớn ở Manitoba là 96,1%. Chính sách thứ tư là chính sách nhập cư. Đây là một trong những chính sách khiến nhiều sinh viên quốc tế muốn nhập tịch Canada và cảm thấy rất hài lòng. Theo quy định thì sinh viên ngoại quốc được xem xét nhập cư vào thời điểm 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Sở dĩ chính quyền Manitoba thực thi chính sách này vì họ muốn giữ lại nguồn lao động cho địa phương. Thông qua giáo dục và khuyến khích nhập cư thì chính quyền Manitoba muốn thu hút nhân lực để bổ sung cho lực lượng lao động bản xứ đã đến tuổi nghỉ hưu hoặc xin nghỉ việc. Nhưng nhiều thay đổi trong mô hình nhập cư đã biến tỉnh này thành nơi không có một sắc tộc nào nổi bật. Về số lượng, từ xuất phát điểm ban đầu là nhóm di dân từ Anh chiếm đa số trong dân số toàn tỉnh. Ở Manitoba thì có trên 700 tổ chức chuyên trách hỗ trợ cho công dân mới và dân nhập cư. Thứ năm là về chất lượng đào tạo. Hệ thống giáo dục đại học ở tỉnh Manitoba, Canada thì có nhiều ưu điểm. Một trong những trường có uy tín là University of Manitoba, thành lập vào năm 1877. Và đây là một ngôi trường đại học có hơn 100 chương trình đào tạo được quốc tế công nhận ở các bậc đào tạo khác nhau, từ cử nhân, cao đẳng, chứng chỉ chuyên môn và đào tạo thạc sĩ lên đến tiến sĩ. Trường có đội ngũ hơn 8.000 giảng viên và nhân viên, 180.000 cựu sinh viên và 26.000 sinh viên, trong đó 8% là quốc tế đến từ đại diện khoảng 100 quốc gia khác nhau. Thứ sáu là về vị trí địa lý rất tuyệt vời. Manitoba là tiếp giáp với các tỉnh Ontario, Saskatchewan, Nunavut phía Bắc giáp tỉnh Hudson và phía Nam giáp Mỹ. Do đó, nếu ở Manitoba, sinh viên quốc tế có thể đi du lịch đến Mỹ khá dễ dàng. Đây cũng là một tỉnh có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên với địa hình dày đặc, các hồ lớn nhỏ cùng với hệ thống sông ngòi phong phú. Tất cả điều đó tạo ra một cái sự ma lực nào đó đối với những du học sinh có máu ưa khám thám hiểm về thiên nhiên. Và đó là một vài thông tin chi tiết về tỉnh Manitoba và những chính sách rất hấp dẫn. Và nếu các bạn muốn nộp đơn vào học tại tỉnh này, cũng như là các thủ tục cần phải chuẩn bị những gì, thì các bạn có thể liên hệ tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Và các bạn lưu ý một điều rằng là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội các bạn nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Xin chào các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Canada của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bạn
Nguyễn Lê Thủy Tiên thì bạn vừa có visa du học Canada. Thủy Tiên sẽ cùng chúng ta chia sẻ tại sao Thủy Tiên lại chọn Canada là điểm đến du học. Chào Thủy Tiên. Thủy Tiên có thể là giới thiệu đôi nét cho các bạn biết về mình được không? Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Lê Thủy Tiên, mình vừa đậu visa du học Canada. Mình chọn Canada du học tại vì Canada là một thành phố đa văn hóa, đa sắc tộc. Ở đây mình có thể được trải nghiệm nhiều các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Và ở đây có một nền kinh tế rất là phát triển. Mình đến Canada du học. Đầu tiên mình sẽ học một chương trình tiếng Anh tại trung tâm ngôn ngữ ELS. Sau đó mình sẽ chuyển tiếp vào trường cao đẳng Humber để mình học ngành quản trị kinh doanh. Mình chọn ngành quản trị kinh doanh tại vì nhà mình có một công ty xây dựng. Mình chọn ngành quản trị kinh doanh tại vì mình sẽ tiếp quản công ty của bố mình. Mình muốn học hỏi nhiều hơn ở đất nước này. Vậy thì gia đình của Thủy Tiên là có công ty về xây dựng. Thì mình có ý định mình qua bên Canada để mình có thể là phát triển hơn về cái chuyên ngành cũng như là về công ty lãnh đạo để phát triển hơn. Đúng không? Qua đâu thì Thủy Tiên biết được công ty của Tân Đại Dương? Em biết công ty Tân Đại Dương là tại vì em có trang lên trên Google. Ý định du học này sẽ nảy ra từ khi em học lớp 12. Em có tham gia, em có dự thi kỳ thi đại học năm 2013 mà em lại bị rớt nên sau đó em đã chọn đi du học để bước đà phát triển của em sau này. Thì em lên mạng em search như thế nào thì thấy được công ty Tân Đại Dương? Em muốn đi du học và em cũng lượn lờ từ nhiều các nước nhưng mà em đã search là một trung tâm tư vấn du học và em đã trên mạng em đi coi YouTube và các phương tiện khác và em coi Tân Đại Dương là một công ty uy tín để em thử gắn ước mơ. Thì cái người làm hồ sơ với Thủy Tiên là nhân viên nào của công ty Tân Đại Dương? Dạ là chị Quỳnh. Thủy Tiên cảm thấy là chị Quỳnh như thế nào? Chị Quỳnh rất là sốt sắng và chị Quỳnh rất là tận tình. Từ lúc em bắt đầu làm sơ đến khi có visa thì chị rất hết mình giúp đỡ. Những cái gì thắc mắc thì em hỏi thì chị đều sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ em. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn Thủy Tiên đã có mặt hôm nay để có thể chia sẻ cái buổi phỏng vấn này. Thì Tân Đại Dương xin chúc cho Thủy Tiên du học tại Canada đạt được những cái ước nguyện như là mình mong muốn cũng như là thành công hơn khi mà quay về Việt Nam. Xin cảm ơn Thủy Tiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ du học Canada của công ty Tân Đại Dương. Một lần nữa Tân Đại Dương xin hẹn lại các bạn trong chương trình tiếp theo.